Ngày hôm nay thì mình với lại anh Trung trong team mình thì anh quyết định là đi ăn một cái món gọi là món gì ra? Bún măng vịt ở trong miền Nam. Cái miền Nam thì bún măng vịt và mình có gọi thêm một dĩa đùi đùi và cánh vịt. Ok mọi người nhìn đã. Cái này khoảng bao tiền nhỉ? 50 ngàn á. Chục. Tí mình sẽ nói giá cho các bạn, nhưng mà đây là hai cái tô mình sẽ coi. Và ăn rất là ngon, ăn rất là ok, thịt vịt lẫn cả bún tất cả các thứ. Các bạn xem này, rất là nhiều thịt. Cái con này thì nó không mỡ lắm. Anh Trung ăn gần xong rồi cùng với lại một ít nước mắm. Nước mắm sẽ hơi cay ở đây, các bạn sẽ nhìn thấy. Trà đá thì free rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Có biết được khi mà ở văn phòng và những người cuối cùng về trước khi về, họ rất là cô đơn, họ rất là buồn bã thì họ sẽ làm gì? Anh Trung lại đi chứ. Hồi lại đi chứ gì đâu. Anh dạo to rõ rạc lên. Kìa, ông phải nghiêm túc ngồi làm sao đi. Sao ngại rồi Phương này. Đó, thấy chưa? Đấy, đúng rồi. Thế này này, quá đáng thì từ từ thôi. Mở Galaxy lên cái gì vậy? Kìa Phương, em trả lời ra. Phải không? Em trả lời ra. Thấy chưa? Nó bận lắm như thế là né thính ấy. Như thế là né thính với ông phải từ từ vậy không? Bận nó giả vờ, nó lướt lướt cho nó về rồi. Đấy. Làm hộ cho. Ok, bây giờ em nghĩ sao về anh Trung? Anh Trung hả? Ừ. Thấy chưa? Anh thấy chưa? Em bảo mà phải dứt xong rồi thì mới có bồ mới. Đấy là vấn đề, anh hiểu không? À, chưa biết à? Em ơi, anh ấy hiện nay anh ấy available rồi. Em thấy sao? Được không? Cái gì friend with benefit? Tại sao? Tại sao? À, không được. Không được, không được. Không, ý đó là không được như thế. Ok, ok. Vậy là không được friend with benefit. Tùy cái định này như nào. Không ý, đây là đẩy vào đằng quấy đâu đó. Thảo làm tàn cho luôn đó. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ôi, trải qua rồi anh. Trải qua rồi, ok. Em chưa trải qua anh mà. Thì là tán gái anh chuối bắt đầu thề. Tán gái anh chuối bắt đầu thề. Anh Trung lại là em mà thấy chuối lại đi anh lại. Bài khác. Nhưng mà tại sao không đi riêng được, chỉ đi xem phim thôi mà. Thích. Không thích anh Trung hay là không thích đi xem phim với anh Trung rồi. Đấy, ý là các bạn đi ăn được. Không thích đi nhiều cái khác thì được. Ừ, thì em mời khác đi đấy. Bác cho là cái này làm riêng. Thế có nghĩa là em không thích anh Trung. Thích làm Trung. Ờ, chắc phải anh Trung nhiều. Em nói thế em có cảm thấy đau lòng với anh trai nha. Bây giờ tắt đi, em đồng ý đúng không? Mình tắt đi nhá các bạn nhá. Sorry, bye bye. The next day. Ngày 2 lượt thứ 2 nghiệp vụ. Cái này hối chèn. Không biết anh phải nghiêm túc, nó tưởng anh đùa. Ok. Thôi về Phương ơi. Về Phương ơi, về như nào? Về. Thế mà có ra. Kìa, người ta ga lăng mất cái con bé này sao nhỉ? Đấy, người ta ga lăng kìa. Để chìa khóa ấy đi kia lấy. Kìa. Đấy, thấy chưa? Được rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, có gì đâu, đi cùng cái mà ngại. Nào. Đi đâu ngại. Mấy con bé ngồi im đây. Có gì đâu ngại. Kìa, sao anh cười như thế. Đấy, phút quan trọng.
Cái gì anh ấy lấy xe hỏi em thôi mà. Ơ thật có gì đâu, chuyện này bình thường. Đấy thế rồi, ok. Được rồi, đắt xe là được rồi. Later. Ủa được chưa? Ủa bây giờ đi đâu như nào? Sao bọn lại đứng ở đây chờ làm gì? Bọn chúng mày đứng ở đây chờ làm gì? À, bọn chúng mày ở đây chờ làm gì? À, đi lấy xe đi. Được không? Và kể từ hôm đó không còn thấy Hương với Trung đi cạnh nhau nữa mặt cười. Là Hi Nam. Hi Nam à? Dạ. Con này. Hi Nam à? Thiên Nam. Thiên Nam. Thế con ở nhà con phụ bố mẹ đến mấy giờ? Đến 2 giờ hả? Thế ngoan đấy, ra đây chú xem nào. Ra đây chú xem nào, cho chú ôm cái này. Thế con ở nhà con biết lấy menu đồ ăn rồi, con biết làm gì nữa? Biết gấp trà, rồi gấp mất xào. Ôi hay thế hả? Thế có khi nào là ba mẹ mắng không? Dạ có. Có hả, ba mẹ mắng không? Dạ, lúc mà con làm đổ chén rồi bị. Ok. Thế con buồn mà, con thấy lúc ấy con buồn không? Có. Không được buồn, có gì đâu buồn. Ba mẹ làm, ba mẹ bực thì ba mẹ mắng thôi, có gì đâu buồn mà. Là phải đúng không? Thế giúp ba mẹ có vui không? Có. Có à? Ngoan thế à? Con năm nay bao tuổi? Dạ 10 tuổi mà ngoan vậy hả? Ngoan vậy. Thế cho chú ôm cái này. Chào mọi người trên video này. Cảm ơn con nhiều nhé. Dạ. Phụ bố mẹ giỏi nhé. Dạ. Ok, chào con. Yo, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại Fanny nhảy vô. Fanny nhảy vô. À, mình thì đã được sếp của mình. Sếp của mình đưa trong kia tí đó. Sếp của mình đã đưa mình đến một tiệm tóc để làm tóc, để thay đổi. Không biết là sẽ thay đổi như thế nào, bởi vì nghe nói là sẽ thay đổi gọi là đầu tóc cho cả hai đứa. Thì hai đứa đã quyết định là hôm nay sẽ cùng gắn ruộng. Hôm nay hai đứa sẽ... Em đang tính đi nhuộm để đi quay, nhưng mà nhuộm còn non là đây là sếp mình, ông sếp bằng áo đen đen đằng sau, rất là đẹp trai nhà hàng đằng sau. Thì rồi mình phải cắt lên kiểu em cái thế. Yo what's up boy, đâu phiêu phiêu hia tóc bạc cao bạc. Ok, có lẽ bây giờ bọn mình sẽ vào để xem là sẽ kiểu tóc nào mọi người nhớ đây là kiểu tóc của mình trước khi... Thật ra tóc anh nếu mà vuốt lên trông cũng không có tối tệ đâu, chẳng qua là... Tóc em đang ba màu nè, thấy là màu đen, màu đỏ, màu đen. Đây là màu kích. Sau khi mà được tư vấn sơ sơ về tóc thì mình đã được cho mặc một cái áo. Sếp của mình đây này. Sếp. Hello. Đây là sếp của mình dẫn mình đi cắt tóc. Tên là Washington. Yeah, Washington. See you later. Ok, mình sẽ đi vào đây để gội đầu. Sau khi được mỏng áo giống như là... Bây giờ thì tăng xuống. Trông giống như là... chuẩn bị đi ngủ thôi. Ok, cảm ơn bà. Trời ơi, chi thức quá vậy. Không có tí nào là... Thế không được cười to. Đeo kính mà đầu tóc này là phải cười nhẹ. Cười nhẹ nó khẽ.